cho hai bạn sống vui tươi. Mà đã yêu nhau là phải lắm phải say, yêu nhau là phải đời lẫn long trời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay, ra vậy anh nắm lấy tay, nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu. Hai bạn tình cảm âu sầu, để cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Giờ đây anh trước em sau, để cho hẹn hò xe duyên trọn đời. Toàn thể cô dì chú bác đã được long trọng kính mời về đây để chúc mừng cho hai bạn trọn đời ái ân. Dạ vâng, hôm nay ngày thật đẹp, tháng thật đành, thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023, tức ngày 20 tháng 1 năm Quý Mão, được sự thống nhất của chính quyền địa phương, đồng tình của lại gia đình, nhất trí cao của cô dâu và chú rể. Con em ban tổ chức, chúng tôi không để quý vị phải chờ thêm giây phút nào nữa. Các hồng thắm được từ đây, lại đế vô quy của cô dâu Kiều Nga, sáng duyên cùng chú rể Văn Thanh Kiều Nga xin phép được bắt bắt đầu. Đổ một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Chú rể Văn Thanh ơi, ngày hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của mình. Em hãy thể hiện sức mạnh tình yêu của mình đúng không ạ? Hãy trao chấp nhận tình yêu kỳ vật lâu đời của mình để trao cho cô dâu ạ. Xin mời. Dạ vâng, nhấn này là nhấn vàng khâu mà đôi ta giữ mãi vì bền đau suốt đời. Ngày xưa nhấn cỏ trong em, ngày nay bằng bạc chất đầy người em. Xin mời cô dâu hãy trao chấp nhận tình yêu kỳ vật cho chú rể ạ. Dạ vâng, xin mời hai em hãy quay mặt vào nhau trước ạ. Quay mặt vào nhau trước ạ. Chú rể Văn Thanh ơi, ngày xưa tán cô dâu Kiều Nga chỉ là tình bạn, dần dần trở thành tình yêu, và ngày hôm nay chính thức trở thành vợ chồng đúng không ạ? Em hãy thể hiện sức mạnh tình yêu của mình, hãy chuyển từ tình bạn sang tình yêu, chuyển từ tình yêu sang tình nghĩa vợ chồng. Hãy ôm người vợ của mình đi nào. Nổ một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Lồi phù mía lò nà bia bắp bát sở hình không tòng trăng phòng phù cách làm bầu riêng chủ cốt cuồng phén đìn bầu trùng y là nà bia bảy trứng mài bia cùng phù mía có cần dây thớt là rào tăng ca mân y đồi phù mía nóng cầm chỉ đây bên đồi sang đổi bên đồi mía chứ là ở bấy bên đồi sang đổi cấy có mía chứ là ở rìa bên đồi phù mía có mía chứ là ở hàng chơi xuống hài xuống êm xuống phò xuống mè chủ phù lại gôn phong cái cháu thấy năm nưa sửa đi bác sửa địa bàn bấu trà việt nam bấu ổ học cần khí xe máy tay tám luồng mắt tùng mắt tô mắt bó đủ sòn đàn đàn cầu bấm y quan sẵn từ xưa quan ban lại ải báu sò chúc nhau ải nòng bò mè bì nòng tên cá phần tự hào khăn màn dưng mướn tên sèn cưng bên đất thua sầu sờ ba sốc rằm quan cả ca nị phải nà tên dây kín tệ. Rồi chúng ta vừa được lắng nghe ban tổ chức chúng tôi phát biểu bằng tiếng Thái để dành thật tặng cho toàn thể quý vị cũng như gửi tới lại diện hai bên gia đình đúng không ạ? Và ngày hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của hai con của mình thì chắc chắn cũng không thể thiếu những món quà đặc biệt ý nghĩa đến từ người bố, người mẹ, người anh, người chị, người cô, người chú nó không toàn thể quý vị. Và ngay sau đây chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu tình yêu và bố mẹ của cô dâu cũng có món quà ý nghĩa đặc biệt để dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui hôm nay. Xin mời lạy tình mẹ mai trời đồng đồng có phủ kín công cha tân tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn mang cả tấm thân gầy cha sẽ chờ đợi con.
chân đi đến phá bình chù thắp bật luôn hạt tàng tràn hư ai cố dầm hôi của chân bình phít phồi hón mi phần chân vì chẳng cành tô tiên lại cái bầy ma. Dạ vâng, tiếp với chương trình ban tổ chức xin được trân trọng anh chị Tuấn Tinh cũng có một món quà ý nghĩa để dành tặng cho hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Hôm nay và ngay sau đây xin mời
toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu tình yêu và cùng nhau nổ một tràng pháo tay thật lớn nhất quý vị ơi. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi vất chút thời gian ngọc vàng của mình đến dự và chung vui cùng gia đình, sự hiện diện đông đủ lầy yêu thương của toàn quý vị đặt niềm hạnh phúc đớn đau nhất đối với gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là ban tổ chức cũng được phía gia đình yêu cầu cũng có đôi lời phát biểu để dành tặng cho toàn thể quý vị cũng như những người anh, người chị, người cha, người bố đã đến chúc mừng cho hai em. Và ngay sau đây xin mời bác ạ. Phật đồng, Phật đồng. Thay cử xin thưa con chữ khỏi thi phát biểu ý kiến. Cái thứ nhất, khỏi cử so chiếc ơ ngũ đảo quan thầu, bò bè ơ ải pi đau lung ơ sầu mản xả ta sầu nhẹt xám xá thạc bên cõi bia ba cản mong đủ sòn đàn xuống khỏi. Cái thứ sòng khỏi cờ số phép chính quyền đảng ủy tăng bản đo bản càng na tăng đi. Xin thời cả sáng bón đủ bón đàn ơ bón lo bón lung sầu nhám cho khỏi đàn cập bên phải diệt phải kín ơ phải diệt phải diệt tó bản tó ngang tó nhẹt tó xá cả đại đại pi đi đại khẩu đi đẹp trẻ cam ơ cập bên bắt chắc còn đang bốc cún bây giờ bóng con hẳn trong hát và cha đẳng lúc lần ta cái trang như toàn bộ lúc nào cùng ta đứng bốn pha đứng bốn cốt đứng trẻ bè cùng bây giờ xin đứng bông hoa quả dấu ba ba sai cùng nhau nâng đi rượu lên quý vị ơi, dơ cao lên nào. Dạ vâng, xin mời những người anh, người chị, người cô, người chú chúng ta hãy cùng nhau dơ chén rượu lên và chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nào. Và ban tổ chức sẽ hô 1, 2, 3 dô, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 chúc mừng cô dâu chú rể được không ạ? Dạ vâng, ngày xưa là tình làng nghĩa xóm và ngày hôm nay chính thức trở thành công ta đúng không toàn thể quý vị? Xin mời toàn thể quý vị. Mình đi cùng chờ làng nắm sườn có đứa khạc khay ta mình ở tết cá bàn bấu bay chờ quàng bướm chè ở miền mướn bấu khè sằng bốc dao cua tùng bàn hó ùm đu chưa pin tên cú đuồng phở phở cổ pin sấm ba cổ chuồng cổ hao tầng xưa tà đưa phố lên nữ pin hùng bay ở lễ thôn đủ là tết cá phù mía cứ vào phà đuồng phùng mỹ lại chừa son chắc bàn dương nằm đứng quàng băng tu hợp bàn đôi bà nhớ lầy chung bà phở mỹ điện cùng kim coi quán xìa mướn múa hồng hầu nai hạt ùm hầu nghe ta sốt pin băng bất chắc ở quan tử tóc cồn ơn cánh nai cứ cú đuồng sàm sầu nó có khốn bát tàn ơn là chúc bồ tinh sòng quan đại xưa tướng bùn chúc êm tinh phùng phở cổ pin sấm ba bồn phú lãn nhớ tầng bằng lòng lên tụ tinh sòng đầy nơ. Dạ vâng, ban tổ chức vừa thay mặt cho lại gia đình quý vị cô giáo chú rể gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị và ngày sau đây xin mời lại gia đình chúng ta sẽ cùng nhau trở về phía dưới tay bắt mặt mừng để cùng chúc rượu toàn thể quý vị đã đến chúc mừng cho lại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Dạ vâng, xin mời cô sau Kiều Nga và chú rể Văn Thanh hãy tiến về phát đi tình yêu của mình. Dạ vâng, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Xin mời hai em hãy tay trong tay rót chai rượu của mình ạ. Dạ vâng, rượu nồng chưa nhấp đã say, mà rượu tình chưa uống đã say suốt đời. Cùng nhau rót chén rượu này, dấu cay dấu nhạt, xin đừng quên nhau. Chúc cho nghĩa vợ tình chồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Rất là tuyệt vời đúng không toàn thể quý vị?
cố lên nào. Son sắt giữa mình với ta, bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Dạ vâng, thưa cả thầy quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được lắng kiến hai nghi lễ mà cô dâu và chú rể chúng ta vừa thực hiện đúng không ạ? Và còn nghi lễ rất là quan trọng, không biết cả thầy quý vị chúng ta có muốn cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ này không ạ? Cô dâu Kiều Nga, ban đêm khi đi ngủ em muốn yêu chồng mình thì hãy sờ nào trên cơ thể của chú rể, phần nào có thể cứng nhất à? Vai ạ. Xin mời em đặt tay lên vai của chú rể ạ. Vâng, cũng xin phép được hỏi chú rể Văn Thanh, sau khi cô dâu Kiều Nga kích hoạt vũ khí hạt nhân trên cơ thể của em thì chắc chắn là cứng rồi ạ, thì em có thể đâm vào chỗ nào, phần nào mềm nhất của cô dâu nào? Eo ạ. Xin mời em đặt tay lên eo ạ. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu tình yêu. Và nụ hôn sẽ kéo dài trong 3 giây. Nhớ chỉ trong 3 giây ạ. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Và lắng nghe ban tổ chức. Và toàn thể quý vị ơi. 1, 2, 3. Nụ hôn bắt đầu. Gì đấy?
เอาน้อยนึงไปหันไปบ้าไอ้น้องห้องมวลเจ้าเลยไอ้น้องห้องมวลเจ้าเขาเป็นเด็กแอบบวกเด็กแอบบวกเดาจ้าเอาโตเลยเขาเอาเจ้าทำมันแม่งไอ้นี่นี่
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.